Xin chào quý khán giả Kelna TV. Tuần lễ thứ 2 tháng 3 năm 2021, bài viết của nhà báo Phạm Trần, quân đội công an cũng diễn biến. Trần Việt Lực Thực, Kelna TV thực hiện. Tình trạng tự diễn biến và tự chuyển hóa trong Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra từ thời khóa 12, sau sự tan rã của khối Cộng sản Liên bang Xô Viết năm 1991. Sau 30 năm, cho đến bắt đầu khóa đảng 13, 21, 26, Tình trạng này không những vẫn diễn tiến mà còn nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Và suy thoái tư tưởng đã lan qua quân đội và công an. Bằng chứng không viễn vong hay suy đoán vì Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã cảnh giác như thế tại các hội nghị của quân đội với tư cách ông là bí thư quân ủy trung ương. Tại đại hội đại biểu đảng bộ quân đội lần thứ 11, nhiệm kỳ 20-25. Ngày 28 tháng 2, 2020, ông chỉ thị toàn quân phải kiên quyết, đấu tranh mạnh mẽ, hiệu quả hơn trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, làm thất bại âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa, phi chính trị hóa, quân đội giữ vững trận địa tư tưởng của đảng trong quân đội. Sau đó, tại hội nghị quân chính toàn quốc ngày 7 tháng 12 2020, ông trọng lại kêu gọi tiếp tục đấu tranh với các quan điểm sai trái, thu địch, hồng chống phá đảng, nhà nước chế độ quân đội ta, đấu tranh chống các biểu hiện cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, giảm sút niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác, không để suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng 13 25 tháng Giêng đến ngày 1 tháng 2 2021 đã thừa nhận tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, tham nhũng trong nội bộ cũng như những mâu thuẫn xã hội còn diễn biến phức tạp. Những vi phạm trong quân đội hiện nay là nghiêm trọng vì nó đã làm lu mờ sức chiến đấu và xối mòn sự tuyệt đối trung thành cuộc với Đảng của lực lượng trên 5 triệu người trong lực lượng võ trang. Do đó, trên mặt trận truyền thông, tạp chí quốc phòng toàn dân đã yêu cầu các cơ quan báo chí và lực lượng nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch cơ hội chính trị trong toàn quân. Quân đội như thì như thế, còn lực lượng 1.5 triệu công an cũng có những diễn biến phức tạp. Nhưng ông Trọng chỉ úp mở rằng, với tinh thần của công an là tuyệt đối không để bị động bất ngờ đã làm tốt rồi thì cần phải mạnh hơn nữa bài bản hơn nữa chất lượng chắc chẽ kết quả hiệu quả hơn nữa tuyệt đối không chủ quan tự mãn mất cảnh giác một bài viết của học viện chính trị công an nhân dân ngày 17 tháng 9 năm 2019 đã cho thấy việc chống diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Một số vấn đề đặt ra đối với lực lượng công an nhân dân giai đoạn hiện nay. Bài nghiên cứu viết hiện nay, cuộc đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch và tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đảng đặt ra những yêu cầu đòi hỏi mới đối với lực lượng công an nhân dân với trọng trách là thanh kiếm là lá trắng bảo vệ đảng nhà nước và nhân dân. Như thế là đã rõ như 2 năm là 10. Cả quân đội và công an đang phải đối phó với tình trạng tự diễn biến, tự chuyển hóa trong hàng ngũ khi nhiệm kỳ 13 của đảng bắt đầu. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và hai bộ trưởng quốc phòng Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Công an Đại tướng Tô Lâm đã cố gắng giảm thiểu hậu quả trong các phát biểu nhưng họ đều biết rõ đe dọa tan hàng đã đứng trước mắt vấn đề còn lại là gần hay xa mà thôi trân trọng kính chào chân Việt Kerala TV